Rồi bây giờ coi như chữ lớn lớn cho mắt mắt muốn mờ rồi. Bây giờ chạy lên chạy xuống thấy thất bại quá ha. Câu đầu tiên sát thô si lê na sâm văn nô, sát thô si lê na sâm văn nô, sát thô si lê na sâm văn nô. Câu đầu tiên này chúng ta có ba từ ha. Sát thô là một, si lê nó là hai, sâm ban nô là ba. Nhưng mà hỏi lại lần nữa, quý vị nghe âm thanh tốt hay xấu? Chúng tôi kiểm tra lại, kiểm tra lại âm thanh tí. Ồ, 86 cũng quá lớn rồi gì nữa. Đây là loa trong chứ không phải loa ngoài ha, loa trong. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu đầu tiên. Sát thủ, chữ sát thủ do cái từ gì? Do từ sát tha. Sát tha là một danh từ Nam tỉnh Akranta Pumlinga, và chữ sát tha này được chia theo chủ cách số ích đu tí vào chủ cách số ích bà tham ma e ca vách chân lao việt pháp tí. Cho nên chữ sát tha biến thành sát thô. Sát thô có nghĩa là người có đức tin, người có đức tin. Lô người có đức tin gọi là sát thô. Rồi người có đức tin. Rồi chữ thứ hai si lê na, si lê na, chữ si lê na do cái từ si lá. Si lá nó là một danh từ trung tính Akrantanapumsakalinga si lá. Nhưng mà ở đây nó được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là ta tỷ giao vừa phát tí e ca quá trình á. Cho nên chữ si lá nó biến thành si lê na. Si lê na là bằng giới hay là bởi giới? Bằng bởi trong cách sử dụng bằng giới hay là bởi giới. Và cái từ thứ ba sambano, sambano chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sang nó ở phía trước, tiếp đầu ngữ sang ở phía trước. Và chữ bano do cái căn ngữ bát có nghĩa là đi đến hay là rơi trên. Căn ngữ này có nghĩa do cái động từ patati. Nhưng mà ở đây có tiếp đầu ngữ sân ở phía trước, do cái căn ngữ bát cộng với ná. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà ở đây nó được đứng trong cái dạng chủ cách số ít và thông án e ca qua chân vị phát tí. Thì chữ banh ná nó biến thành banh nô. Như vậy thì sambano ở đây có nghĩa là đã được đầy đủ, đã được sở hữu, đã được đầy đủ, đã được sở hữu. Sa thủ rất nhiều quá. Chỉ xăm tổng của mình nổ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Câu số 2 Yaso po gas samok pito. Yaso gas samok pito. Yaso po gas samok pito. Câu số 2 là một chùm
một nhóm, một đống luôn, à, có nghĩa là một nó dính chùm với nhau. Bây giờ chúng ta phải cắt nó ra, chia chẽ nó ra. Alo, nó hiện lên nhiều màn hình tùm lum tà la, à, chắc là bị phá đám rồi. Nhưng mà quý vị còn nghe ha, rõ ha, rồi. Yaso phô gá sà móc bị tô, à, chúng ta phải cắt ra, phải chẽ nó ra, để nguyên như vậy thì thấy nó dễ bị mờ mắt á. Cái nhóm này do cái từ Yaso là một ha, phô gá là hai, rồi sà móc bị tô là ba, tức là ở đây có ba từ nó dính chùm với nhau. À, ba từ dính chùm với nhau. Từ đầu tiên tức là Yaso. Yaso do cái từ Yasa, à, nó là một danh từ trung tính. Akrantan Pumlinga. Yaso có nghĩa là danh vọng tiếng tâm. Danh vọng tiếng tâm. À, từ thứ nhất ha, Yaso. Danh vọng tiếng tâm. Rồi từ thứ hai, phô gá. Phô gá nó là một danh từ nam tính. Akranta phung linh gá. Phô gá có nghĩa là của cải, tài sản. À, phô gá là của cải, tài sản. À, từ thứ ba, Samapito. Samapito do cái từ Samapita. Samapita, đây chúng ta có một tiếp đồng ngữ sang là ở phía trước. Và Appita, một cái dạng quá khứ phân từ mà căn ngữ của nó là up, là đạt đến, à, làm chủ hay là sở hữu ha. Thì chữ Samapita này nó được chia theo chú từ số ít, tức là Bhatma Ekavachana Vipatti, cho nên Samapita nó biến thành Samapito. Samapito có nghĩa là đã đạt được, đã được sở hữu, đã đạt được, đã được sở hữu. Vậy thì ba cái từ này đi chung với nhau cho chúng ta một cái ý nghĩa. Yaso phô gá sầm móc pì tô, đã đạt được danh vọng và của cải. Đã đạt được danh vọng và của cải. Yaso yasa có nghĩa là danh vọng tiếng tâm. Còn phô gá là tài sản, là của cải. Và Samapito có nghĩa là đã đạt được. Ôi, xa thủ thì nhiều quá. Như vậy thì câu số 2, à, chúng ta cũng đã hoàn tất. Bây giờ qua câu số 3. Câu số 3 nó chạy đâu rồi? Câu số 3, dân dân bát đề sang phát chặt tí. Dân dân bát đề sang phát chặt tí. À, chữ phát chặt tí, nếu mà chúng ta đọc nghe cái giọng nó hơi cao quá thì chúng ta có thể đọc một cách nhẹ nhàng hơn. Phát chặt tí, phát chặt tí ha. Thì cái âm giọng của chúng ta nó lên nó xuống nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà chúng ta đọc phá chá tí, à, thì nghe nó chát chúa ha. À, thì có hai cách đọc. Một cách đọc cho lọt cái lỗ tai người ta, à, nghe dễ nghe hơn thì chúng ta đọc phá chá tí. Còn nếu mà chúng ta đọc đúng hơn á, thì phá chá tí. Rồi trả lời vấn đề. Chữ dân dân, tại sao mà một chữ đủ rồi, ở đây đi một lần hai chữ. À, thì chữ dân không á, do cái đại từ giá, nó là một đại từ quan hệ nam tính ha.
Nhưng mà đệ tử giá này khi mà đứng đứng làm đối cách á, tức là từ cái từ giá nó biến thành tình từ dân trong cái cách chia đô thị giao và phát tiết các quá trình á, trong cái thì số ít á thì chữ giá biến thành chữ dân, và dân có ý nghĩa là cái đó người đó, cái đó người đó. Nhưng mà khi mà hai chữ dân mà đi liền nhau thì nó biến thành như là một thành ngữ, như là một cái câu nói mà coi như là để cho người ta hiểu rằng một chữ dân là cái đó người đó. Nhưng mà hai cái chữ dân thì ở đây nó có ý nghĩa là bất cứ người nào, bất cứ cái nào, hay là bất cứ địa phương nào. Thì hai chữ dân mà đi liền với nhau thì quý vị biết đó là một thành ngữ. Còn một chữ thì nó là khác. Dân dân bất cứ người nào, bất cứ địa phương nào, bất cứ cái nào. Đó, bất cứ ha. Rồi, cái từ Ba Đê Sang. Ba Đê Sang do cái từ Ba Đê Sa. Ba Đê Sa là một danh từ nam tính, A Karan Ta Phung Linh Ga. Và chữ Ba Đê Sa này được chia theo đối cách số ít Đu Tì Gia Vì Phí E Kinh A. Cho nên Ba Đê Sa biến thành Ba Đê Sang. Ba Đê Sang là nơi, chỗ, vị trí. Nơi, chỗ, vị trí. Rồi, cái chữ cuối cùng, đây là một động từ phá chạp tí. Phá chạp tí. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc nhanh chút, phá chạp tí ha, đừng có đọc là a thôi ha, phá chà tí hay là phá chà tí thì tùy theo quý vị nào mà âm thanh cao hoặc là đọc mà chính xác thì phải đọc là phá chà tí, nhưng mà đọc mà nghe cho nó nhẹ nhàng hơn thì chúng ta đọc phá chà tí. Phá chà tí, cái động từ số ít này cho chúng ta ý nghĩa là giao thiệp, giao tiếp hay là theo sau. Rồi, bên chào Sĩ Nguyên Trang đi học trễ ha. Rồi, bây giờ câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng. Quá mà Sĩ Ca nha. Rồi, xa tuổi Sĩ Ca nhiều quá. Rồi, câu cuối cùng là câu số 4. Ta tha ta thề qua phù chi tô, ta tha ta thề qua phù chi tô. Câu số 4, ta tha ta thề qua phù chi tô. Câu này có 3 từ, ta tha là 1, ta thề qua là 2, phù chi tô là 3. Chữ ta tha nó là một trạng từ ở đó, nhưng mà ở đây nó đi lần hai chữ ta tha, ta tha, ta tha, rồi nó cộng thêm chữ e qua vô thành ra ta thề qua. Thì khi mà chúng ta thấy hai cái từ ta tha, ta tha nó đi liền với nhau thì có ý nghĩa là chỗ nào, đâu đâu, đâu đâu, tức là ám chỉ một cái vị trí, một cái nơi, một cái chỗ mà chữ e quá này nó là một bất biến từ. E quá có nghĩa là chỉ ra cái vị trí ở chỗ nào, đâu đâu, chỗ nào đâu. E quá tức là nó chỉ ra cái vị trí đó. Và chữ Puchito, Puchito, Puchito
Nó là một quá khứ phân tử nam tính và đã được làm chủ cách ha, tức là Bathamang Ekavachana Vipatti, cho nên Puchita biến thành Puchito, có nghĩa là đã được tôn vinh, đã được kính lễ, đã được tôn vinh, đã được kính lễ. Như vậy thì chúng ta gom lại những ý nghĩa mà chúng ta đã tìm trong từng từ đó. Người có đức tin, đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và của cải, giao thiệp bất cứ địa phương nào đều được tôn vinh tại chính mỗi nơi ấy. Ý nghĩa câu Phật ngôn 303. Người có đức tin, đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và của cải, giao tiếp bất cứ địa phương nào đều được tôn vinh tại chính mỗi nơi đó. Và câu Phật ngôn này thì Ngài Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: đức tin giới hạnh tròn đầy, danh thơm tài sản sa môn có rồi, đi đâu cũng được đón mời, cung nghinh quý trọng phúc trời dám so. Đức tin giới hạnh tròn đầy, danh thơm tài sản sa môn có rồi, đi đâu cũng được đón mời, cung nghinh quý trọng phúc trời dám so. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn với thể thơ ngũ ngôn: tín tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Tín tâm nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Rồi, như vậy thì qua cái phần ngữ vượng chúng ta thông qua ha, để được thành tựu tốt đẹp với câu Phật ngôn 303 này, thì chúng ta phải đọc làm sao cho nó đúng giọng nha. Ý nghĩa tiếng Việt thì quá hay đi, nói lên cái vấn đề của người có niềm tin, của người có giới hạnh, và người có được danh vọng, tài sản, thì bất cứ ở chỗ nào, người đó cũng được cung kính, phù trì tổ ha. Chúng ta sát thô thì phù gia phù gặp sabi mok pito satho si le na sambanno yaso ho ya sab mok pito. Rồi bây giờ trường âm đoạn âm thế nào đây, đọc một lèo vậy rồi không có nhận định, rồi chúng ta biết chỗ nào đúng, biết chỗ nào sai, cái điều này rồi thì bây giờ để cho cái không khí nó mát mẻ, xin mời chiếc lá mùa xuân, đọc sao cho đúng mới là mùa xuân ha, phân tích làm sao cho nó đúng đây, xin mời chiếc lá mùa xuân. Alo, Satoshi Lasambano Yasofo Gassamok Bito. Rồi trường âm đoạn âm sao đây? Dạ con chào đạo tràng. Satho si le si le nasambanno. Sat là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường, so là trường âm thông thường, si là trường âm thông thường, le là trường âm thông thường, na là đoạn âm. Sam là trường âm nhấn,
Phanh là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường. Con xin chúc mít chúc quá. Alo, bị trục trặc kỹ thuật rồi, em giữ thêm dấu sắc làm gì? Chữ xăm thì đọc là xăm đi, thêm dấu sắc là gì cho nó xăm. Chữ bánh thì được rồi, thêm dấu sắc thành là chữ bánh. Trường âm nhấn không có những dấu sắc đó. Mà trường âm nhấn thì chúng ta đọc kéo dài ra. Đọc lại ha, chỉnh lại ha, rồi xà thủ. Cine sắm bánh nụ gia giá sô phô giá sắm mắt bí tô giá là trường không, giá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, fo là trường trường âm thông thường, gassa là hai đoạn âm, map là trường âm nhấn, đoạn âm tô là trường âm thông thường, sát thô si lê nát sấm bánh nù giá sô phô gá sấm mắt tít tô. Sato silena sambano yaso fo gasamabito. Dạ con chắc con đọc sai, sửa sửa giùm con. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Người ta nói bằng sự khởi đầu nan, tức là những cái người mà lên đầu tiên á, hay run lắm, mất bình tĩnh. Và chữ xăm thì là thêm cái dấu sắc, chữ banh là thêm cái dấu sắc nữa. Khổ quá, đừng có dấu sắc đó thì đúng hoàn toàn rồi. Ai ngờ trường âm nhấn là thêm dấu sắc. Bà con thấy ngộ ha. Nhưng mà bằng sự khởi đầu nan, cái người đầu tiên là người hay bị bóc nhã, cứ bình tĩnh mà run. Tại sao sợ gì mà không run? Càng run bao nhiêu thì cái giọng đọc nó cảm động bấy nhiêu. Như vậy thì bây giờ thêm một người nữa, mời Sĩ Thiền Vũ. Alo, Sĩ Thiền Vũ ơi, câu 1, câu 2 ha. Sát thô si lê na sam ban no ya so po ga sam mắc bi tô. Rồi, phân tích đi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu 1, câu 2 của câu pháp cú 303. Sát thô si lê na sam than no ya so po ga sam mắc bi tô. Sattho silena sampanno yaso poga sapatitho. Trong câu 1, sát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, sile là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sam là trường âm nhấn, than là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường. Trong câu 1 chỉ có hai loại trường âm. Trường âm nhấn có ba là sát, sam, than,
trường âm thông thường có 4 là thô, si, lê, nô, và có một bản âm là ná. Ô 2, gia là bản âm, sô là trường âm thông thường, phô là trường âm thông thường, giá, xá là hai bản âm, mát là trường âm nhấn, thí là bản âm, thô là trường âm thông thường. Trong câu 2 cũng chỉ có hai loại trường âm nhấn có một là mát, trường âm thông thường có sô, phô, thô là có 3, còn lại có các bản âm là giá, gá, xá, thí. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Lô, xà thủ, xà thủ. Xin thiện vũ. Được nhiều hoa hơn là xếp trước lắm mùa xuân ha. Như vậy thì xếp thiền vũ tương đối ổn định hơn, rõ ràng chính xác hơn ha. Mặc dù chữ giá là đoạn âm nhưng mà đọc là gia và phân tích nó là đoạn âm thì cũng chính xác ha. Bóp một tí thôi ha, không sao. Bây giờ người thứ ba là người quyết định nè. Alo, Sít Thanh Hoàng có trước máy không? 2020 ha, sống với hiện tại. 2020 câu 1, câu 2. Sát thù si lê na tầm bàn nồ gia thù phù gá tâm mốc phí tồ. Xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào tất cả các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 1 và câu 2 và con xin phân tích ạ. Sattho silena sampanno yaso phoga sama samapito. Thưa sư, là sát là trường âm nhấn ạ, thô là trường âm thông thường ạ, si là trường âm, lê là trường âm, ná là đoạn âm ạ, sam là trường âm nhấn ạ, pan là trường âm nhấn ạ, nô là trường âm thông thường ạ, giá sô, giá là đoạn âm ạ, sô là trường âm ạ, phô là trường âm ạ, gá xá là đoạn âm ạ, má là trường âm nhấn ạ, pi là trường âm, là đoạn âm ạ, tô là trường âm ạ. Vậy câu nhất là có 1, 2, 3 trường âm nhấn ạ, là sát, xăm, pan ạ. 1, 2, 3, 4 trường âm thông thường là thô, si, lê và nô ạ, và có một đoạn âm là ná ạ. Còn câu thứ hai là có 1, 2, 3 trường âm là sô, phô, tô ạ. Có một trường âm nhấn là ma. Có 4 đoạn âm là giá, gá, xá và tí ạ. Con xin ngài sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, con kính tri ân ngài ạ. Alo, 123, 123 ha. Sếp Thanh Hoàng tương đối ổn định hơn ha. Nhưng mà chữ trường âm nhấn cuối cùng á, chữ móc chứ không phải chữ má ha. Đọc móc sấm móc bí tồ ha, chứ không phải chữ má ha. Chỉ có chỗ đó là hơi trục trặc kỹ thuật thôi, còn bao nhiêu thì ổn định ha. Xà thủ, xà thủ. Sao quý vị mới vô mà sao giỏi quá như thế này không biết nữa. Tuyệt vời. Bây giờ câu 3, câu 4 chúng ta đánh nhanh rút lại ha. Dần dần bất đề sẵn bất chất tí tắc thách tắc thề quá phù chi tồ.
Dần dần ba đề dần phát cha tí táp tháp táp thề qua phù chi đồ. Quý vị chú ý chỗ này ha. Phát cha tí ha. Dần dần ba đề dần phát cha tí táp tháp táp tháp thề qua phù chi đồ. Hay đi chữ táp tháp táp tháp, nhưng mà hôm nay thì nó lô vô và sanh thí, tức là nó xóa và nó ráp chữ thay vì tát tha, rồi ê quá, nhưng mà bây giờ nó bỏ chữ á đi, thêm một chữ ê quá, tát tha tát thề quá phù chi tô. Bây giờ đọc lại lần nữa ha. Dạng bác đề sằng phát cha ti tát tha tát thề quá phù chi tô. Rồi bây giờ xin mời sư Kim Nhung trường âm đoạn âm thế nào đây, câu 3, câu 4. Dạ, alo, alo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, sư Pháp Trang cùng các cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu 3, 4 ạ. Thề qua bù chi tô yang yang ba đề sang pha cha ti con sa mô yang yang ba đằng pha cha ti ta tha ta thề qua bù chi tô. Là ở câu 3 thì có yang yang là hai trường âm giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường là âm giọng nguyên âm, phá chá tí là ba đoạn âm, có một trường âm thông thường là d, trường âm nhấn không có, trường âm giọng nguyên âm có ba là giang sang, đoạn âm có bốn là bá phá tí. Ở câu 4 thì tát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tô là âm thông thường. Ở câu 4 cũng có 8 âm. Trường âm thông thường thì có thê, bu, tô. Trường âm nhấn là có tát, tát có 2. Trường âm giọng nguyên âm là không có. Đoạn âm có 3 là thá, quá. Con đã phân tích xong, con xin xuống mic ạ. Alo, phân tích hay như vậy mà chỉ có mình Sức Hạnh Dung là tặng hoa hả? Đạo hữu trước lá cuối cùng nói trường âm và trường âm thông thường có khác nhau không hả? Trường âm và trường âm thì nó là giọng dài hả? Nó gọi là trường âm thì giống nhau, nhưng mà tại sao gọi là thông thường? Trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, để chúng ta có một cái sự nhận định. Tại sao đọc giọng dài mà nó lại cái kiểu nó kỳ cục vậy? Cái này, trường âm này không giống với trường âm kia, cũng là đọc giọng dài thì phải thêm vô để chúng ta có một cái sự ghi nhận. Đây là thông thường, đây là nhấn, đây là theo giọng nguyên âm, vân vân. Ngồi mà chú ý lắng nghe với ngồi uống cà phê vậy làm sao mà tiếp thu được? Chiếc lát cuối cùng còn nào không hay nữa. Thôi bây giờ mời Sĩ Tâm Phương. Alo, câu 3, câu 4. Sĩ Tâm Phương đâu rồi? Rồi đưa tay lại lẹ chứ, hết giờ rồi nè. Dạ trước hết cho con đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, và Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, con kính chào tất cả Phật tử. Con xin phân tích câu câu 3 và câu 4. Dạ. Đâu rồi bà học, đâu rồi trời. Đây. Dạ. Dần dần ba đề sầm pha giá tí. Pha giá tí tha tha. Tha tha tha. Thề qua phù chi tô. Và chữ
Chữ dân là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dân dân là cũng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Chữ bá là đoạn âm. Chữ đê là trường âm thông thường. Chữ xăm là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Chữ phá là đoạn âm. Là chữ 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 giá cũng đoạn âm. Chữ chá đoạn âm. Chữ tí cũng là đoạn âm. Dạ. Thì cái câu này có ba trường âm đặt theo giọng nguyên âm là chữ dân dân và chữ xăm là ba. Và còn đoạn âm thì chữ bá là một, chữ phá là hai, chữ chá là ba, chữ tí là bốn, và bốn đoạn âm. Và có một trường âm thông thường, và là con phân tích câu ba. Và câu bốn là chữ tát là tuần trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ tách là trường âm nhấn, và chữ thê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ phu là trường âm thông thường, chữ chí là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Và cái câu này là trường âm nhấn thì gồm có chữ tát là một, chữ ni tát là hai, và có hai trường âm nhấn. Còn đoạn âm thì chữ thá là một, chữ quá là hai, chữ chí là ba, và ba đoạn âm. Và còn trường âm thông thường thì có chữ thê là một, chữ tô là hai, và thưa có hai trường âm thông thường. Và con xin phân tích như vậy thì không biết như thế nào, và bà sư cho con xin dâng biết lại cho ngài. Alo, sư Tâm Phương, lúc này tiến bộ quá nghe. Phân tích vậy là hay lắm rồi đó. Anh thiếu chi bu hả? Trời ơi, thiếu thì người thứ ba lên thêm vô chứ có gì đâu. Nhưng mà lúc này như vậy là tiến bộ. Chứ thời gian trước là chỉ biết kệ không mà, EA không mà. Bây giờ biết trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mà thiếu chữ bu, từ từ đi. Người thứ ba sẽ tóm gọn lại, tổng kết lại câu 3, câu 4 ha. Xin mời đạo hữu Cà Rốt lên đây kính chào sư phụ Pháp Trang. Chắc đệ tử của đệ tử Pháp Trang cũng là nhờ Covid-19 hả? Không phải. Xin mời Cà Rốt 1, 2. Alo, có gì có sư phụ ngồi bên đó thuộc lát cái là đọc đúng à, không sao hết á. Alo, Cà Rốt có chiếc máy không? Như vậy chắc là cũng sợ sư phụ rầy hay sao không dám đưa tay. Không biết cầm mic ha. Rồi, có gì nhờ sư phụ biển ha. Để nhờ đệ tử Pháp Trang ha. Thôi để khỏi mất thời gian, xin mời Sĩ Hạnh Dung ha. Sĩ Hạnh Dung câu 3, câu 4 và chúng ta kết thúc ha. Alo, Sĩ Hạnh Dung ơi, có chốt máy không? Xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép phân tích câu số 3, số 4. Dăng dăng phá đề sang phá chá tí thát 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 thê quá phù chí tô. Dạ, dăng dăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Phá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá chá tí là đoạn âm. Thát thá. Thát là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Thát thê quá. Thát là trường âm nhấn. Thê là trường âm thông thường. Và quá là đoạn âm. Phu chí tô. Và phu là trường âm thông thường. Chí là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Dạ, con đã phân tích xong mà, dạ có sai xin ngài sửa cho con nhỉ. Con xin phép xuống mất vậy.
Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À, sao đạo tràng của chúng ta kẹo quá vậy đó? À, không biết bố thí gì hết á. À, khi mà người ta hay, người ta giỏi như vậy, lại sao mà là bổn sẵn để nở những cành hoa mà không biết tặng lên để mình coi như tán thán những cái hay, cái đẹp. À, chỉ cần dùng phân tích quá tuyệt vời, hay quá như vậy mà bông hoa. Quý vị có thấy hoa cà rốt chưa? Thấy hoa cà rốt đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi, nói vậy Sĩ Khả mới có tinh thần với lần sau kêu cái là lên liền chứ. Rất là tuyệt vời. Câu 3, câu 4 không có gì để mà nói. Cảm ơn Kim Nhung. Câu này có 3 trường âm. Thông thường còn thiếu bu nè ha. Trời ơi, bu chi cho mệt vậy? Người ta buông bỏ đi chứ bu chi cho mệt. Ôi, như vậy là bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trước. Chúng ta đã phân tích chính xác. Thì bây giờ cái giọng đọc của chúng ta cũng phải ổn định ha. Sato si le na sam ban no ya so po ga sam mak bi to yang yang ba de sang pa cha ti ta tha ta the wa pu chi to Sato si le na sam ban no ya so po ga sam mak bi to yang yang ba de sang pa cha ti ta Thát thề hoa phù chí tô Sát hồ sì lê na sâm bàn nô Yá sô phù gá sâm mắp bí tô Dần dần bác đề sẵn phá chá thi tát Thát thề hoa phù chí tô Tín tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Thời gian của chúng ta rất ngắn ha. Bây giờ thêm một cái giọng nữa gọi là giọng kệ. Quý vị có thể đọc giọng kệ, cũng có thể đọc giọng kinh, tùy, không bắt buộc, nhưng mà chúng ta rút ngắn thời gian ha. Sato si le na sambannu ya sopoga samam bito yang yang bade sangpa jati tantha tathe wapu jito Sato si le na sambannu ya sopoga samam bi tô yang yang ba đê sang pha cha ti ta tha ta thế và phu chi tô sa thô si lê na sam ban lô ya so pho ga sa mâm bi tô yang yang ba đê sang pha cha ti ta tha ta thế và phu chi tổ tín tâm trong giới hạnh đủ danh xưng tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Ai muốn kệ thì kệ, ai muốn giọng kinh thì đọc giọng kinh, tự do tín ngưỡng ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết còn kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tăng. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu Pháp Cú 2303. Và con xin sám hối câu Pháp Cú 303. Sattho si le na sambanno Yaso pho gasa map bito yang yang ba de sang pha chati tat tat tat
thê quá bù chí tô. Sát thô si lê na sâm bàn nô gia sô phô gia sa mập bí tô văn văn ba đề sang pha cha tí tát tha tát thê quá bù chí tô. Dạ con cũng xin kể luôn. Sát thô si lê na sâm bàn nô ya so pho ga sa map bi to yang yang ba de sang pha cha ti ta tha ta te wa bu chi to. Dạ sao nhảy tới nhảy vui hoài. Sát thô si lê na sâm ban nô dạ sô phô ga sa mập bi tô văn văn ba đê sẵn pha cha ti ta tha ta thê qua bù chi tô. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Đức tin giới hạnh tròn đầy, danh thơm tài sản, sa môn có rồi. Đi đâu cũng được đón mời, cung nghinh quý trọng phúc trời dám so. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng, con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con ạ. Hello, có ai nghe rõ không? Sao ngay cầm mic để tôi lên. Hello, dạ. Lại thấy hôm nay lâu mà hết giờ rồi, thôi để tôi cầm mic nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú, câu 303. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu thấy rõ. Dạ, con xin đọc ạ. Sắc thô si lê na sâm phang nhô gia sô bồ ca sâm mắp thi tô dằn dằn pha đề sằng pha cha ti thấp ta thấp thề quá phù chi tô. Sắc thô si lê na sâm phang nhô gia sô bồ ca sâm mắp thi tô dằn dằn pha đề sằng pha cha ti thấp ta thấp thề quá phù chi tô. Nên con không đọc luôn một giọng nha, không có ngừng chỗ câu thứ hai, con đọc thử nói không. Sắc thô si lê na sâm phan nhô gia sô bồ ca sắp mắp thi tô dằn dằn pha đề sằng pha cha ti thấp ta thấp thề quá phù chi tô. Dạ con xin đọc kệ luôn. Sắc thô si lê na sâm phan nhô gia sô bồ ca sắp mắp thi tô yang yang pa de sam pa cha ti ta thap ta ke wa phu chi to. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cảm ơn sư đã cho con tín hiệu đọc ok, đọc đúng. Dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu và dạ, xin nhường máy và dạ, mời quý vị khác. Dạ alo, ủa sao con thấy có người lên thì con xin lên. Dạ, dạ con xin đọc câu phúc cú số 303. Sát thô si lê na sam ba nô ya so pho ga sa mat
bi tô dằng dằng ba đề sằng pha dạ pha cha ti thát ta thát tha thát thề qua phù chi tô dạ sa tho si lê na sam panh no yang su phu gang sa mat bi to yang yang ba de sam pan cha ti ta 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 thi qua phu chi to sa tho si le na sam ban no ya so po ga sa man bi to yan yang pa de sam pa cha ti ta tha tan the va po si to tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Tinh giới hạnh, danh thơm, tài sản, sa môn có rồi, đi đâu cũng được đốn mời, cung kính quý trọng, phúc trời giám so. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, kính mời vị kia. Alo, 123, 123. Xin Như Quang hả? Xin Như Quỳnh. Cái phần của Hòa Thượng Giới Đức á, chúng ta tạm gác phần bên đi. Bởi vì thời gian của chúng ta rất là ngắn. Chỉ cái phần của Ngài Minh Châu là đủ rồi ha. Riêng Sĩ Tâm Phương, cái giọng kinh á, thì cái chữ si lê na, đọc chữ si lê na. Si lê na ý nghĩa là bởi cái tảng đá, bằng cái tảng đá. Còn chữ si lê na là bởi giới hạnh, bằng giới hạnh. Thì bây giờ một cái chữ si lá, chúng ta đọc sai thành si lá, thì nó là tảng đá. Còn si lá nó là giới. Si tâm phương, giọng kinh thì hơi yếu ha, nhưng mà giọng kệ thì coi như là đọc liên tục 2-3 lần luôn, dữ dội. Rồi mời Si Kim Nhung. Dạ con kính lễ ngài. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 303. Sắc thổ xì lệ na sầm bàn nổ ra sổ phổ ga sa mát bi tổ. Nhằng nhằng ba đề sẵn pha cha ti ta tha ta thề qua bù chi tổ. Sắc thổ xì lệ na sầm bàn nổ ra sổ phổ ga sa mát bi tổ. Nhằng nhằng ba đề sẵn pha cha ti ta tha ba sám hối dằng dằng ba đề sằng pha cha ti ta tha ta thế hòa bù chi tô. Tín tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Là bản dịch Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic, mời vị kế tiếp. Kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa, con kính hành Chi Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu Phật ngôn số 303. Dạ, cảm ơn cô Quang đã bài. Sattho Sile Nasambanno Yoso Yo. Dạ, con xin phép đọc lại ạ.
Satho sile nasampanno yasso pho gassamappito yang yang pade sang pacati that 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 te wapuchito. Satho sile nasampanno yasso pho pho gassamappito yang yang pade sang pacati that 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 te wapuchito. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Giờ con đã đọc xong ạ. Giờ con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mất. Nam mô Bụt Thầy, hồ Nhục Bình thấy đặt tay niệm từ lỡ rồi cho Nhục Bình cầm mic nha. Dạ cảm ơn đạo cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ con thành kính ảnh lễ chư tôn đức Nhục Bình kính chào đạo tràng nha Nhục Bình nha. Đạo tràng im ru Nhục Bình chạy lời đưa tay thì thấy hai bàn tay rồi rất là xa thú. Dạ Nhục Bình cho Nhục Bình trả bài. Dạ, Nhục Bình mời quý vị nha. Con xin trả bài câu phúc kinh số 303. Cảm ơn Như Quang, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sát thơ si lê na sâm bành nô gia sợ phơ ca sâm mắp bí tơ dặn dặn bá đề săn phá chá tí tát 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 thê hoặc bù chí tơ. Sát thơ si lê na sâm bành nô gia sợ phơ ca gia sâm. Con sai rồi, để con xin đọc lại. Sát tơ si lê na sâm ban nô gia sơ phơ gia sát mắt bi tơ dần dần bát đề sang hóa chất ti tát 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 tha tát thề quá bù chi tơ. Cho con xin đọc một lần nữa con để lại con mắt có thấy đường rồi nha. Sát tơ si lê na sâm ban nô gia sơ phơ gia sát mắt bi tơ dần dần bát đề sang hóa chất ti tát thát tát thề quá bù chi tô sát thơ si lê nó sầm bành nô giá sơ phô giá sa mắt bi tô dần dần bát đề sang hóa chất ti tát thát tát thề quá bù chi tô tính tâm sống giới hành đủ danh xưng tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chi đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có sai ngài chỉ dạy cho. Dạ mời niệm từ mời Thanh Quang ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Trước con xin đảnh lễ sư trí đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính đảnh lễ quý vị chào quý cô, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sức Nhật Quỳnh, cảm ơn sức Như Quang, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn sức Mita, cảm ơn sức Kim Nhung. Dạ cảm ơn sức Thanh Hoàng cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin trả bài câu pháp cú số 303. Dạ con nghe. Sattho sile na sambanno yaso pho gama gassamap pito dần dần ba đề sang phá cha ti tắc thắc ta thề qua bù chi tô sắc tô si lê na sam ban no ya so pho ga sa mắp pi tô dần dần ba đề sang phá cha ti tắc thắc ta thắc ta thề qua bù chi tô. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được. Sắc thô si lê na sam ban no ya so pho ga sa ma pap ga sa ma pi to yang yang ba de sang pha cha ti tắc thát tê thát tát thê wa bu chi to. Sắc thô si lê na sam ban no ya so pho ga sa ma pi to dần dần ba đề sang pha cha ti tắc
Thất tát thề quá bù chi tô. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Ồ, không có. À, không có bài chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức hả, Sư Nhật Bình? Dạ, không có thì... dạ, con xin kể. Dạ. Sẵn thô si lê nà sẵn bánh nô Yá sô bô gà sà mập bi tu Dạng dạng ba đê sẵn phá trá ti Tát tha tát thê hòa bú chi tô Sẵn thô si lê nà sẵn bánh nô Yá sô phô gà sà mập bi tô Yang 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 ba đê sằng phá cha ti tâm tha tất thế hòa bù chi tô. Dạ con đã trả bài xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Kính mời sister Thanh Hoàng lên cầm mic nha. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Con kính đảnh lễ các sư và con kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu pháp cú 303. Dạ. Sattho sile na sampanno yaso pho ga sa mát tí tô yang yang pa de sang pha cha tí tát tha tát tha Tát tha tát thê vá pu chi tô Sát thô si lê ná sam pan nô Giá sô phô gá sá mắc tí tô Giang giang pa đê sang pha cha tí Tát tha tát thê vá pu chi tô Sát thô si lê ná sam pan nô Giá sô phô gá sá má pí tô Dạng dạng ba đê sang phà gia Phà gia Con xin đọc lại, con xin kể lại. Sà thô si lê na sàm pan nô gia sô. Thôi con đọc lại. Sà thô si lê na sàm pan nô gia sô phô gá sàm mắc bít Sammapito Yang yang pade sang pajati tatha tathe wa pujito Tín tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được kinh cung kính. Lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kính Ngài chỉ cho con chỗ đọc sai ạ. Con cảm ơn Ngài ạ. Con xin xuống mic ạ. Sà thủ, quý vị rất là tiến bộ giọng đọc. Thì quý vị khi mà mới thì nên đọc giọng kinh. Còn mà nếu mà sinh hoạt lâu á, thì nắm rõ được trường âm, đoạn âm vững chắc hơn. Thì khi đó chúng ta qua giọng kệ ha. Chứ khi mà quý vị mới đọc giọng kinh, đọc luôn cả giọng kệ thì cảm thấy đó là một cái sự hơi khó khăn à, chứ không phải dễ đâu ha. Nó kệ sao cũng được, đã gọi là kệ thì sao cũng được. Nhưng mà chính bản thân của mình khi kệ cảm thấy không quan hỷ à, còn mà khi mà quý vị mà kệ với cái tâm quan hỷ an trú trong pháp, đọc chậm hơn dòng kinh thì quý vị theo dõi được ý nghĩa của cái câu Phật ngôn. À, chứ không phải là chúng ta kệ để rồi người ta tặng hoa cho thật nhiều và cảm thấy hãnh diện à, cái đó thất bại nha. Mình kệ để cho chính nghe mình có quan hệ hay không. Còn khi mình đọc dòng kinh á là mình biết được mình đọc sai hay đọc đúng. Bởi vì khi mà phân tích trường âm, đoạn âm thì quý vị đã nắm vững cái căn bản đó. Cho nên khi đọc quý vị thấy ở chỗ này thấy không tự tin là có vấn đề ha. Còn quý vị mà đọc trôi chảy tự nhiên nó có một cái lực à, có một cái lực
và cảm thấy rằng cái giọng kinh của mình sau này đọc hay quá. Rồi, thời gian còn nhiều. Chúng tôi xin ôn lại và đi vào duyên sự. Và nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ coi như thảo luận ha. Hôm nay quý vị thông cảm, cái máy này là cái máy sơ cua, cho nên trục trặc kỹ thuật là mới đem ra, thì có nhiều cái vấn đề mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng nó hơi bất ổn. Và cái nick Phật Pháp Online không vô được trong cái máy này, cho nên quý vị thông cảm ha. Sato si le na sam ban no ya so ho ga sam mop bi to yang yang ba de sang pa cha ti ta tha ta the wa pu chi to. Sato si le na sam ban no ya so ho ga sam mop bi to yang yang ba de sang pa cha ti tan tha ta the wa pu chi tổ. Tín tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa là người có niềm tin và giới hạnh đã thành đạt địa vị và tài sản. Ở đây tài sản nói lên nhân sản, thiên sản và thánh sản. Nhưng mà cái tài sản ở đây được chú trọng đến đó là thánh sản. Và người đó ở đâu cũng được quý trọng, bất cứ trên lãnh thổ nào. Thì câu Phật ngôn 303 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cái vị trưởng giả cư sĩ tên là Chitta. Và vị trưởng giả Chitta này là một vị thánh hữu học, chứ không phải là một cái người cư sĩ bình thường ha. Thì trong cái phẩm Cuồng Dại Asantan, trong cái phẩm Cuồng Dại đó đã nói lên câu chuyện này. Nhưng mà ở đây thì cái phần sau, có nghĩa là sau khi mà ông trưởng giả này đến chùa Kỳ Viên, rồi được Đức Phật, rồi được Chư Tăng, được Phật tử, nói chung là ai cũng hoan hỷ đón tiếp cái vị trưởng giả này. Chính vì vậy cho nên Đại Đức Ananda đã bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, vị gia chủ này chỉ đến viếng Ngài mà được kính trọng, hay là đi đến nơi khác có được kính trọng như vậy không? Có nghĩa là ông trưởng giả này ông đến cúng dường làm phước đến Đức Phật cả một tháng trời luôn. Trong thời gian mà khi cúng dường như vậy thì chư thiên cũng hoan hỷ với ông trưởng giả này, mà rải những cái hoa trời lên cao tới tận đầu gối, thấy cái sự tôn vinh của chư thiên, của dân chúng và của chư tăng cũng hoan hỷ với ông trưởng giả này. Cho nên Đại Đức Ananda hỏi rằng: chỉ có đến với Ngài mà được kính trọng, còn đến với các nơi khác thì có được như vậy không? Thì Đức Phật Ngài trả lời: này Ananda, gia chủ Chitta này đến với Như Lai hay đến với những nơi khác cũng được kính trọng, cũng được trọng đãi như vậy. Vì do nhờ cái lòng tình tín, do nhờ cái giới hạnh trang nghiêm này, cho nên đi đến bất cứ nơi nào cũng được người ta kính mộ. Và chính vì như vậy cho nên Đức Phật Ngài thuyết lên câu Phật ngôn 103: Sato si le na sam ban no ya so ko ga sam mop pi to yang yang ba de sang pha cha ti ta pha ta the wa pu chi to. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không riêng gì đến với Đức Phật, mà đến với bất cứ hội chúng nào, thì cái ông cư sĩ Chitta này đừng có nói rằng ổng là một bậc thánh hữu học, nhưng mà ổng là một người bình thường đi, bình dân học vụ đi,
Nhưng mà cái người đó có niềm tin nè, người đó có giới nè, rồi có tài sản nè, có chức vị nè, thì cái người này đi đến bất cứ hội chúng nào, bất cứ địa phương nào, thì nơi đó đều được người ta tôn kính, nể trọng. Thì như vậy, câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa nào? Người có niềm tin, tin ở đây tức là chúng ta tin vào tục đế, tin vào chân đế, tin vào pháp thế gian, tin vào pháp siêu xuất thế gian, tức là có nhân có quả, có phước có tội. Niềm tin của chúng ta khi hướng về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, chúng ta không còn hoài nghi. Chính không còn hoài nghi cho nên chúng ta mới là những vị thánh hữu học. Rồi nói về giới hạnh thì có hai loại giới: giới của người tại gia và giới của người xuất gia. Nhưng ở đây Đức Phật đề cao cái giới của người tại gia cư sĩ. Họ là một người cư sĩ, cái giới của họ, họ đã có niềm tin nè, họ lại có giới hạnh nữa nè. Và cái giới của người cư sĩ thì quý vị biết là tam quy ngũ giới, bình thường thôi, chỉ có ngũ giới thôi, mà họ cũng có thể đạt được nhân sản, thiên sản và thánh sản. Nhân sản là tài sản của nhân loại, thiên sản là tài sản của chư thiên, và thánh sản là tài sản của các bậc thánh, tức là hữu học và vô học. Thì ở đây cái câu thứ hai á, Yasopho Gassamapito, người có địa vị như là ông cấp quan độc, ông có 500 tùy tùng, và Visakha cũng có 500 tùy tùng ha. Thì như vậy cái tài sản phàm nhân và thất thánh sản, đó là hai cái điều quan trọng. Tài sản phàm nhân thì chúng ta thấy nhà lầu xa hơi, mông cao cổ đầy, sống sung sướng trên cái địa vị của mình, là trưởng giả, là phú hộ, là đại gia, là đại gia. Đại gia đừng có nghĩ là mặt dày ha. Đại gia tức là những người có tài sản lớn. Hồi xưa người ta gọi là trưởng giả phú hộ, bây giờ thì không còn cái từ đó, mà có những cái từ đặc biệt hơn ha. Thì đó là những người cư sĩ nổi tiếng như ông Cấp Cô Độc và Visakha. Nhưng mà họ được tôn trọng, được kính trọng là do cái gì? Không phải là tài sản lớn, mà do cái niềm, do cái giới, do niềm tin, do cái giới. Người mà có giới trong sạch đi đến hội chúng nào cũng không có run sợ, bởi vì giới của mình được tốt đẹp. Họ ngẩng cao đầu, chứ họ không rụt rè e sợ. Cho nên cái giới này nó hỗ trợ và làm cho người đó mạnh bạo hơn khi đến các hội chúng, dầu là vua quan, dầu là sa môn và la môn. Thì người cư sĩ này cũng có thể làm cho các vị tăng, các vị sư, nhưng mà giới hạnh không trang nghiêm thì cũng phải nể sợ cái người cư sĩ đó. Cho nên ở đây cái điều quan trọng, hành trang tư lương của chúng ta về nội tâm thì cái niềm tin là một ha, sát tha ha. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa, si lá, niềm tin và giới. Như vậy là chúng ta có thể đạt được cái tài sản nhân sản này, tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên và tài sản của các bậc thánh. Thì chúng ta bất cứ một vị trí nào trong thế gian này, trong tam giới này, chỗ nào chúng ta đến thì chỗ đó cũng được sự cung kính, sự hoan hỷ tiếp đón. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này,
Chúng ta thấy rằng gia trưởng Chitta là bậc Bất Lai. Bất Lai ở đây là một cái vị mà coi như tới cái A-la-hán và là Bất Lai. Đây là một một cái tầng thánh hữu học. Gia trưởng Chitta là bậc Bất Lai, một mình đầy đủ thánh tàn tà, danh tiếng vang lừng, chẳng kém ai, phước báo do nơi thiện nghiệp mình, không nhờ tha lực để nương sinh, dầu thời có Phật hay không Phật, cũng có người tu đắc quả linh. Xin cho chút âm thanh à, tại mấy gã nó vô nó minh họa thêm. Tức là thấy đọc nghe hay quá, ghen chạy vô, nó cũng cục. Xin lỗi bà con, nó đòi ăn tới giờ. Nhưng khi nãy giờ nó bận ha, bị bận công việc cho nên chưa cho nó ăn, cho nên nó vô nó năn nỉ. Rồi, thời gian sinh hoạt hết rồi, bà con ơi. Rất là có nhiều vị muốn lên đọc, nhưng mà thời gian không có, chúng tôi đã nhanh rút lẹ. Nhưng mà cũng tạm đủ với câu Phật ngôn này ha. Quý vị hoan hỷ ha. Mục đích trong câu Phật ngôn này nói lên cái niềm tin và giới hạn. Khi chúng ta có niềm tin và giới hạn thì chúng ta không có ngại ngùng gì hết. Bất cứ chỗ nào chúng ta bước đến đều có người đón tiếp. Với thiện nghiệp chúng ta đã tạo thì giống như một người thân, một người quen ở một nơi xa về và họ ra tiếp đón. Với ý nghĩa của Phật ngôn này, đây là một bài học để chúng ta nương theo áp dụng trong cuộc sống được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ rung Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạc sa cha quá chê nạc sô thị vô hô thù sập bạc đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Công Nhật ơi. Yam ni tu bu ta ni su ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa ta le ke sa te wa bu ta su ma.